nghe được cố trường thanh lời nói phía dưới những kiếm tu kia đều là khẽ giật mình nguyên một đám không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao cố trường thanh ánh mắt đều là cổ quài tới cực điểm ta nghe được cái gì lại có người cảm thấy chính mình có thể chỉ điểm ta thân châu nam bộ kiếm đạo đế nữ lĩnh ngộ kiếm ý Ây, cái này chẳng phải là vận khí tốt tới sớm may mắn chiếm điểm cao nhất người kia hắn sẽ không coi là chính mình ngồi cao liền có thể chỉ điểm giang sơn đi thật sự là cùng vọng vô tri không biết cái gọi là những thứ này kiếm tu nhóm nguyên bản thì đối đoạn lớn nhất chỗ ngồi tốt cố trường thanh có chút khó chịu giờ phút này hiển nhiên cố trường thanh lại còn không biết tự lượng sức mình mở miệng ở nơi đó ba hoa khoác lác chỉ điểm kiếm như xương bọn họ đều là nhịn không được trào phúng lên tiếng nhìn lấy cố trường thanh trong mắt đều là có vô biên khinh miệt một vị tính cách ôn hòa cường giả tiền bối lắc đầu liên tục nhìn lấy cố trường thanh mở miệng nói người trẻ tuổi chưa có quá mức cao cao tại thượng bắc minh đế nữ ở đâu là ngươi có thể tại đôi cục chỉ điểm cần biết hiểu liền xem như ngang dọc ba nghìn giới vực đã bước vào địa kiếm chi cảnh ngàn năm nguyên thái kiếm tôn đều là tự nhận không kịp bắc minh đế nữ tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ lão nhân nói nhìn không được một chút cố trường thanh nguyên mới bao lớn tuổi tác chẳng lẽ cảm thấy mình còn có thể cùng nguyên thái kiếm tôn đánh đồng thì liền xa xa kiếm như xương đều là đôi mi thanh tú cao lại chỉ cảm thấy có chút không vui chính như vị lão nhân kia nói tới không nói đến cố trường thanh tuổi tác nhìn qua cùng nàng trinh lệch không xa cũng là thật sự là một vị lão yêu quái so với nàng lớn tuổi nhiều lắm thì tính sao phòng nhãn thần châu phía nam ba nghìn giới vực có thể chỉ điểm nàng kiếm đạo tiền bối bắt quá một tay số lượng trước mắt cố trường thanh hiển nhiên không ở tại làm phải liệt kê chỉ là tính cách của nàng xưa nay ôn hòa nhân hậu dù là si tình tại kiếm, đi cũng không phải sát đạo chi kiếm mà chính là hộ đạo chi kiếm mặc dù không có đem cố trường thanh chỉ điểm để ở trong lòng nhưng vẫn là nhẹ giọng mở miệng nói đạo hư hảo ý bàn hoàng tâm lĩnh nhưng đối kiếm đạo bàn hoàng có giải thích của mình cũng không nhọc đến đạo hữu ở bên chỉ điểm cũng tốt cố trường thanh lắc đầu cười một tiếng cũng không có để ở trong lòng tả hữu bất quá là hưng chi sở trí cũng coi là cho tiểu nha đầu này một điểm trợ giúp hồi báo mà thôi đối phương không tiếp thụ vậy cũng không quan trọng lại tiến vào bế quan bên trong là được mà nhìn đến cố trường thanh không lên tiếng nữa phía dưới những kiếm tu kia chỉ coi cố trường thanh là tự ti mặc cảm không còn dám nhiều lời đều là mỗi người cười lạnh cũng đều tiếp tục bắt đầu lĩnh hội chỉ là dần dần theo thời gian trôi qua, bọn họ lại là phát giác được cái này tàng kiếm hạ bên trong tình hình có một loại nào đó huyền diệu biến hóa phát sinh. Từng trôi mai táng tại cát vàng, thất lạc ở trong vách núi treo leo kiếm gãy, chẳng biết lúc nào bắt đầu ông ông run rẩy. Mô phỏng để chúng nó quân vương đang thức tỉnh, chính chờ đợi bọn chúng triều kiến. Cứ rốt cục loại này tiếng rung theo trên đài cao cố trường thanh mở hai mắt ra đạt đến đỉnh phong như núi kêu biển gầm đồng dạng kiếm minh thanh âm bao phủ cái này vạn dặm tàng kiếm hạp để tụ tập tại cái này kiếm ngân chung quanh những kiếm tu kia nhóm bao quát kiếm như xương ở bên trong đều là không tự chủ mở hai mắt ra theo bế quan bên trong lùi ra nhìn về phía chung quanh trong mắt đều là có vô biên rung động đây là cái gì tình huống tàng kiếm hạp bên trong kiếm gãy đều phát ra kiếm minh tàng kiếm hạp bên trong vạn kiếm tề minh phảng phất triều bái quân vương đồng dạng để một đám kiếm tu trong lòng đều là nhắc lên sóng to gió lớn mà kiếm như xương càng là đồng tử co vào trong lòng chấn động mãnh liệt xuất thân bắc minh kiếm tông nàng kiến thức muốn so tầm thường kiếm tu còn muốn thu được phổ biến hơn nhiều những thứ này kiếm tu nhóm chỉ có thể đại khái cảm nhận được cỗ này dị tượng là bắt nguồn từ tàng kiếm hạ bên trong có kiếm tu tại kiếm đạo phía trên ý cảnh minh đón đại đột phá nhưng cụ thể tăng trưởng đến hạng gì tầng thứ bọn họ như không biết nhưng kiếm như xương lại tại bắc minh kiếm tông trong điển tịch thấy qua tương tự dị tượng vạn kiếm tề minh như hướng quân chủ đây là có kiếm đạo tiền bối tu thành kiếm tâm điểm báo trước a à. Cái gì? Kiếm, kiếm tâm chi cảnh. Nghe được kiếm như xương lời nói, bốn phía những kiếm tu kia nhóm đều là không biết bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía tàng kiếm hợp các cái phương vị, trong mắt đều là có vô biên rung động. Kiếm tâm cảnh, đó là cái gì khái niệm? Tại thần châu phía nam cái này ba nghìn giới vực bên trong, bức này kiếm đạo cảnh giới, cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thậm chí toàn bộ nam huyền thần châu đều không nhất định có người có thể lính ngộ. Mà bây giờ, tại cái này tàng kiếm hạp bên trong, bọn họ thậm chí có may mắn, có thể mắt thấy một vị lĩnh ngộ kiếm tâm cảnh kiếm tu sinh ra. Chỉ là, vị kia lĩnh ngộ kiếm tâm tiền bối, đến cùng ở nơi nào? Không biết, cái này kiếm minh thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, quân cuộn kiếm ý bao phủ toàn bộ tàng kiếm hạp, chỗ nào phát hiện, nguyên một đám kiếm tu đều là nhìn bốn phía. Liêu mạng muốn muốn tìm vị kia lĩnh ngộ kiếm tâm tiền bối tung tích dấu vết thì liên kiếm như xương đều không ngoại lệ thế mà mặc cho bọn họ như thế nào nhìn quanh tại cái này kiếm tâm sắc thành kiếm ý ngang dọc tàng kiếm hạ bên trong chỗ nào có thể tin được đến đúng lúc này các người các người mau nhìn cái kia trên đài cao nơi xa một cái kiếm tu kinh ngạc thanh âm truyền đến dẫn tới kiếm như xương bọn người là theo tiếng nhìn qua chợt đều hơi hơi thất thần trên đài cao bế quan kết thúc hai con mắt mở ra cố trường thanh một đôi mắt bên trong giờ phút này phun trào lấy vô biên kinh hỉ còn có giống như thực chất băng hàn kiếm mang, kiếm tâm, đã thành. Giờ này khắc này, cố trường thanh trong thức hải, cái kia một đạo tự nhiên mà thành, phảng phất bẩm sinh, cùng thiên địa không bàn mà hợp kiềm ý hình chiều đã không thấy. Nhưng tuổi đối ứng, cố trường thanh trong thức hải, mỗi một sợi thần niệm, trong đan điền mỗi một đạo linh lực, đều phảng phất hóa thành giữa thiên địa sắc bén nhất kiếm khí. Chỉ cần cố trường thanh nhất niệm mà động, liền có thể gào thét mà ra, dù là thiên địa, đều có thể trực tiếp chém rách bổ ra, mà lại, cố trường thanh chậm rãi nâng lên một cái tay theo linh lực của hắn hội tụ tâm niệm chuyển động ông toàn bộ táng kiếm hạ bên trong nguyên bản như núi kêu biển gầm tiếng kiếm reo tại thời khắc này im bặt mà dừng nhưng đây cũng không phải là trung cuộc bất quá là trước bão táp yên tĩnh mà thôi kiếm như sừng dĩ hẳng dưới đài cao những cái kia tụ tập mà đến kiếm tu nhóm nhìn lấy phía trên cố trường thanh tại não đều là đình trị suy nghĩ oanh một giây sao bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt mình thiên địa đều là hóa thành một vùng tăm tối màu đen thiên địa hắc ám thế giới tại cái này trong bóng tối chỉ có một đạo thân ảnh đó chính là đứng tại vô biên hắc ám của cố trường thanh hắn chính là một phương thế giới này chúa tể vô luận là kiếm như xương vẫn là còn lại như kiếm tu kia vô luận bọn họ cảnh giới như thế nào tại thời khắc này đều là cảm giác cực rõ ràng chỉ cần cố trường thanh một cái ý niệm trong đầu bọn họ liền sẽ thật chết đi thật bị vùi lấp tại cái này mảnh hắc ám bên trong cái này không phải chân chính hắc ám mà chính là kiếm tâm cảnh vô thượng tồn tại lấy kiếm tâm dẫn động thiên địa kiếm nói cộng minh châu huyễn hóa ra sắp xỉ lĩnh vực giống như tồn tại mà thôi hiện tại không lại dùng có bất kỳ suy đoán cùng hoài nghi đây chính là kiếm tâm cảnh đại năng mới có thể làm đến thành tựu vị này cố trường thanh cũng là lính ngộ kiếm tâm chi cảnh vô thượng tồn tại phá liên tại bọn hắn trong lòng chấn động mãnh liệt thời điểm cố trường thanh thành âm lặng yên vang lên sau đó bọn họ giống như lại lần nữa mắt thấy trong truyền thuyết hỗn độn thần chi khai mở này phương thiên địa hình ảnh tay hắc ám cuối cùng cố trường thanh giơ tay lên bên trong linh kiếm một kiếm chém xuống sau đó liền có một đạo sáng ngời tới cực điểm cũng là sáng trời tới cực điểm kiếm quang tại một đám kiếm tu sợ hai ánh mắt nhìn soi mói trực tiếp chém phá bóng đêm vô tận để bọn hắn có thể lại lần nữa nhìn đến sáng tỏ bầu trời rộng rãi tàng kiếm hạp nhưng dù vậy bọn họ lại không ai đi xem bốn phía cảnh sắc tất cả mọi người báo quát kiếm như xương đều là gắt gao nhìn chằm chằm cố trường thanh huy kiếm chém xuống địa phương cho đó hiện cái kia tàng kiếm hạ bên trong nguyên bản cố trường thanh tại lĩnh ngộ thiên kiếm viên Mán lúc cho chèm ra cái kia một đạo kiếm ngân bên cạnh theo cố trường thanh một kiếm này chèm xuống cái kia đạo kiếm ngân bên cạnh lại là lại nhiều hơn một đạo mới kiếm ngân chỉ bất quá đạo này kiếm ngân lại là vô hạn lan tràn kéo dài tới thẳng đến hạp cóc cuối cùng lại là trọn vẹn dọc theo trăm vạn trượng khoảng cách ưng ngực nhìn lấy cái kia một đạo lan tràn trăm vạn trượng kiếm ngân cho có kiếm tu đều là không tự chủ nuốt nuốt nâng miếng một cái nhưng vào lúc này có kiếm tu, bỗng nhiên khẽ giật mình, thanh âm, đều là bởi vì quá kích động mà biến đến run rẩy. Không, không thích hợp, mê mơ, làm sao không đúng. Người chung quanh nghe vậy, đều là khẽ giật mình, cùng nhau nhìn về phía nói chuyện người kia. Các người, các người nhìn cái kia kiếm ngân, cái kia đạo thứ hai kiếm ngân, lưu lại khí tức, có phải hay không cùng chúng ta trước đó lĩnh hội cái kia một đạo kiếm ngân, đều giống nhau, cái gì? nghe nói như thế thì liền kiếm như xương đều là nhịn không được hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo thứ hai kiếm ngân chọt đồng tử cũng là phút chốc co vào là thật cái này hai đạo kiếm ngân đều là xuất từ một người đều là xuất từ trên đài cao vị kia vị tiền bối kia chi thủ tại chỗ một đám kiếm tu đều là không tự chủ hít một hơi khí lạnh nhìn lấy trên đài cao ánh mắt yên tĩnh cố trường thanh chỉ cảm thấy đại não đều là tại ông ông tác hưởng trong mắt bọn hắn trước đó bọn họ lĩnh hội cái kia một đạo kiếm ngân nên xuất từ thái cổ chiến trường một vị nào đó kiếm đạo tiên hiền chi thủ nhưng bây giờ hiện thực nói cho bọn hắn đạo này kiếm ngân cũng là bọn họ trước đó một mực xem thường cố trường thanh chém ra tới trình độ nào đó cố trường thanh đối bọn hắn được xưng tụng là có truyền đạo tri ân bọn họ trước đó đối cố trường thanh có bao nhiêu khinh miệt giờ này khắc này thì đến có nào dùng động mà những cái kia lên tiếng trước chào phúng qua cố trường thanh đám người thì lại càng không cần phải nói gương mặt đều là đau rát chỉ cảm thấy đến không còn mặt mũi tới cực điểm hận không thể tìm biện động đem chính mình sâu chôn xuống đạo này kiếm ngân cũng là vị đạo huynh này không nên nói là vị này tiền bối chém ra tới đám người phía trước nhất kiếm như xương cũng là thân thể mềm mại run rẩy như lấy phía trên trên đài cao cố trường thanh môi đỏ khẽ nhách trong mắt đều là có thật không thể tin quang mang phun trào mà lại cùng những người khác so sánh kiếm như xương rung động con muốn càng mạnh Xuất thân Bắc Minh Kiếm Tông, kiếm như xương tự có thể cảm giác được, trên đài cao Cố Trường Thanh, tuy nhiên thần bí mà cường đại, có thể tuổi tác tuyệt đối sẽ không cao quá nhiều, thậm chí rất có thể cũng là cùng mình cùng thế hệ, chỉ có như vậy một vị cùng mình cùng thế hệ thiên kiêu, lại nhưng đã lĩnh ngọ kiếm tâm cảnh, dã dạ này kiếm đạo thiên phú, đến tôi cùng khủng bố hơn đến mức nào à? Tàng kiếm hạ bên trong, một đám kiếm tu đều là thần sắc ngốc trệ, nhưng Cố Trường Thanh thần sắc lại có chút bình tĩnh, tại hắn tới nói, chém ra cái kia hai đạo kiếm ngân, bất quá là mượn cơ hội thành tựu của mình kiếm đạo tạo nghệ, tiện tay làm mà thôi. Tại phá vỡ mà vào kiếm tâm cảnh sau, cái này tàng kiếm hạ bên trong, lưu lại kiếm ý lưu lại, cũng đã không cách nào lại đối cố trường thanh mang đến giúp đỡ. Đôi tàng kiếm hạ bên trong vậy lưu tồn ngàn vạn kiếm ý, khẽ vuốt cầm thăm hỏi, mọi ý cảm ơn sau. Cố trường thanh cũng là không còn lưu lại, liền chuẩn bị quay người mà đi. Nhưng, đúng lúc này, hắn lại nghe được sau lưng, truyền đến kiếm như xương, có chút thanh âm run rẩy tiền bối con xin tiền bối dừng bước nhìn đến cố trường thanh quay đầu kiếm như sương hoàng vội cúi đầu không người cung kính thanh âm lúc trước tiền bối chỉ điểm văn bối lại xem thường thật sự là quá mức không biết cao thấp mạ phạm tiền bối chỗ con xin tiền bối thử lỗi kiếm như xương xin lỗi chân tâm thực ý nội tâm cũng là hối hận không kịp bỏ qua trước đó cố trường thanh chỉ điểm ta cũng bất quá là thuận miệng nói mà thôi không cần để ý cố trường thanh từ tốn nói Lời này, ngược lại cũng không phải khách sáo, cố trường thanh còn thật không có đem chuyện kia để ở trong lòng chỉ là kiếm như xương mạnh cách đối với mình làm ra chút trợ giúp lúc này mới lên tiếng kiếm như xương tiếp nhận hay không không quan trọng cô duyên hẳn đã cho nàng có thể bắt lấy lại nói bắt không được cố trường thanh cũng sẽ không để ý nghe được cố trường thanh trong lời nói hờ hững kiếm như xương trong lòng đều là càng hồ tiếc như chính mình trước đó có thể nghe vào cố trường thanh lời nói bây giờ nói không được chính mình còn có thể có cơ hội đi theo cố trường thanh học tập kiếm đạo nhưng cô duyên như vậy lại bị chính mình xinh xinh bỏ lỡ chờ chút đúng lúc này kiếm như xương lại là nghĩ đến cố trường thanh lúc trước chỉ điểm trong lòng đều là có quang mang sáng lên có lẽ có thể như thế kiếm như xương liền vội mở miệng tiền bối đệ tử bây giờ biết được tiền bối thực lực nguyện theo tiền bối tu hành kiếm đạo không biết tiền bối có thể hay không tiếp nhận đệ tử ồ oh. khi cố trường thanh nhiều nhớ mày ngươi có bản lãnh gì đáng giá ta gật đầu kiếm như xương hít sâu một hơi một đôi mắt đẹp nhìn hướng phía dưới táng kiếm hạ bên trong cố trường thanh lúc đầu chém ra cái kia một đạo kiếm ngân phía trên một đôi mắt phượng nhèo lại dựa theo cố trường thanh trước đây đề điểm không cưỡng cầu nữa một hơi lĩnh hội toàn bộ kiếm ngân mà chính là tích tiểu thành đại chỉ tìm hiểu cố trường thanh cái kia một đạo kiếm ngân trong đó 10% nội dung mà lần này kiếm như xương lĩnh hội nhất thời biến đến thuận lợi rất nhiều chỉ là một lát trong thức hải của nàng cái kia một đạo tự thành ngay tại chỗ kiếm sau liên lại không động tĩnh kiếm ý hình chiếu chính là ông ông run lên chợt soạt tại tàng kiếm hạ bên trong một đám kiếm tu rung động ánh mắt nhìn soi mói Kiếm như xương đột nhiên rút kiếm mà chém, lại là sinh sinh chém ra một đạo, một trăm trượng kiếm ngân. Tuy nhiên, củng cố Trường Thanh hai đạo kiếm ngân bên trong, yếu kém cái kia một đạo so sánh, đều là không có ý nghĩa. Nhưng để ở toàn bộ tàng kiếm hạ bên trong, có thể ở chỗ này lưu lại một trăm trượng kiếm ngân, cũng liền mang ý nghĩa. Kiếm như xương kiếm ý, đã bước vào đến địa kiếm cảnh giới đại thành. Cái này, cái này đã đột phá kiếm ý cảnh giới. Lời vàng ngọc, đây mới là lời vàng ngọc một câu thì điểm phá bắc minh đế nữ kiếm đạo bình cảnh à tàng kiếm hạ bên trong một đám kiếm tu cơ hồ là mắt thể kiếm như xương đột phá kiếm đạo bình cảnh toàn bộ quá trình đang thán phục kiếm như xương kiếm đạo thiên phú đồng thời nhưng đều là đối cố trường thanh càng kính sợ hơn cùng sùng bái mà kiếm như xương tại sau khi đột phá trong mắt cũng là phun trào lấy kinh hỉ tuy nhiên nàng mơ hồ nắm chắc cố trường thanh cầu kia để điểm quan trọng nhưng nàng cũng không nghĩ tới cố trường thanh lưu lại cái kia một đạo kiếm ngân dù là chỉ là yếu kém cái kia một đạo kiếm ngân trong đó đều là có khủng bố như thể kiếm ý cảm ngộ chỉ là 10% phần trăm thì để cho mình đột phá đến địa kiếm đại thành nếu là có thể toàn bộ lĩnh ngộ đâu địa kiếm viên mãn hay là thiên kiếm cấp bất quá kiếm như sướng rất nhanh lên đè xuống nội tâm kích động đem chú ý lực kéo về tới cố trường thanh bên này ngầm đầu nhìn cố trường thanh trong mắt đều là có cảm kích cùng chờ mong cảm kích đương nhiên không cần phải nói cảm niệm cố trường thanh truyền đạo tri ân mà chờ mong thì là hy vọng cố trường thanh có thể gật đầu thu chính mình làm đồ đệ thế mà thiên phú không tồi nhưng còn chưa đủ cố trường thanh nhàn nhạt lời nói rơi xuống như một bầu nước lạnh trong nháy mắt đem kiếm như xương chờ mong cho dội không còn một mảnh mà bốn phía những kiếm tu kia nhóm cũng đều là trợn tròn mắt đây chính là bắc minh kiếm tông đế nữ nhân vật như vậy vô luận bài đến người nào môn hạ đối phương sợ là đều sẽ vui tại tiếp nhận thu hoàn sáu độ, chẳng khác nào cùng Bắc Minh Kiếm Tông dựng đăng nhập vào, thì hướng về phía kiếm như xương tại Bắc Minh Kiếm Tông địa vị, toàn bộ Bắc Minh Kiếm Tông cũng là có thể trở thành hắn chỗ dựa. Nhưng bây giờ, Cố Trường Thanh vậy mà cự tuyệt lạnh nhạt như vậy, bất quá, liên tưởng đến Cố Trường Thanh trước đó cho thấy kiếm đạo tạo nghệ, mọi người lại cũng cảm thấy, Cố Trường Thanh cự tuyệt cũng không phải hoàn toàn không có lực lượng. Dạng này tuyệt đại nhân vật, sau lưng không thể nói được thì có đế tông, đế cung vì đó chỗ dựa, coi như thật sự là một giới tán tu. Kiếm tâm cảnh tạo nghệ lấy ra đến, cho dù là đế tông cũng sẽ bà ba xin mời lấy đi làm cung phụng trưởng lão thủ tịch khách khanh thi liên kiếm như xương bị cự tuyệt về sau tại ngắn mùi thất lạc về sau đều là tự diễu cười một tiếng theo lúc đầu kiếm đạo phá cảnh tự đắc bên trong lấy lại tinh thần hoàn toàn chính xác chính mình điểm ấy thiên phú điểm ấy thành tựu là đáng giá kiêu ngạo có thể ở trước mắt vị này tiền bối trước mặt lại tính là cái gì rõ ràng cùng mình cùng thế hệ nhưng này thành tựu đã sớm đem chính mình thậm chí rất nhiều kiếm đạo cự đầu đều cho bỏ lại đằng sau hắn thu đồ đệ cánh cửa tự nhiên viện phi thường nhân có khả năng chạm đến mắt thấy cố trường thanh liền muốn rời khỏi kiếm như xương lại là trong lòng khẽ động hung hăng khe cắn môi đỏ trong mắt đẹp lại ít có toát ra kiếm tu quyết ý có chút cơ hội chỉ này một lần một khi bỏ lỡ đem hối hận cả đời tiền bối tiểu nữ tự biết thiên phú không kịp tiền bối đám đệ tử hạng nhưng tiểu nữ nguyện theo tiền bối tả hữu là một kiếm nô cũng cam nguyện chỉ có có thể đi theo tiền bối dù chết không oán cái gì nghe được kiếm như xương lời nói lần này táng kiếm hạ bên trong những kiếm tu kia nhóm đều là triệt để chấn trụ đường đường bắc minh kiếm tông đế nữ lại muốn đi làm một cái kiếm tu tùy tung giá kiếm nô coi như vị này kiếm tu là bất thế ra kiếm đạo kỳ nhân tuyệt thế cự nghiệt lựa chọn như vậy không khỏi cũng quá kinh người điểm đi thì liền cố trường thanh đều là nhíu mày nhìn lấy kiếm như xương trong mắt nhiều chút kinh dị mà lại mê mơ cố trường thanh ánh mắt ngùng tụ tại kiếm như xương bên cạnh nhân vật thanh thuộc tính bên trong nguyên bản kim nét phẩm mệnh cách quản linh kiếm tâm tại kiếm như xương kiếm ý đột phá tới đất kiếm đại thành về sau đúng là lặng yên biến hóa thành kiếm nhị phẩm mệnh cách không có biến hóa nhưng phẩm cấp tăng lên hiệu quả cũng theo đó tăng phúc một đoạn cái này lại còn là một cái trưởng thành tính mệnh cách cố trưởng thanh trong mắt lấy qua một vệt ý động nguyên bản chỉ có kim nhất phẩm nguồn linh kiếm tâm tại hàn kiếm đạo tạo nghệ phá vỡ mà vào đến kiếm tâm cảnh về sau tuy nhiên còn có nhất định tăng thêm nhưng liền đã có chút không có ý nghĩa nhưng nếu là cái này nguồn linh kiếm tâm có thể không ngừng đột phá tấn thăng vậy liền coi là chuyện khác dù sao, coi như lấy cố trường thanh kiếm đạo thiên phú, tại tu thành kiếm tâm về sau, kiếm đạo tạo nghệ tăng trưởng tốc độ, cũng là thoáng chậm lại một số, cũng cần một số bên ngoài nhân tố để đền bù điểm này thiếu thốn. Tùy Tùng giả A, cố trường thanh quét kiếm như sướng liếc một chút, nhưng phía dưới vị này bắc minh đế nữ trong mắt quyết ý khẽ vuốt cầm. Thôi được, vậy ngươi thì lại đuổi theo ta, để ta nhìn người tiếp xuống biểu hiện. Nếu là có thể để cho ta hài lòng, tự thái cổ chiến trường sau khi rời đi, ta sẽ đồng ý, để ngươi làm ta tùy tùng. Vâng đa tạ tiền bối nghe được cố trường thanh rốt cổ quật đầu kiếm như xương trong lòng đều là có vô biên kinh hỉ vội vàng gật đầu đáp ứng trong lòng đều là tràn đầy chờ mong mặt khác cũng đừng gọi tiền bối gọi ta điện hạ là được cố trường thanh sờ mũi một cái hơi có chút bất đắc dĩ lại bồi thêm một câu là điện hạ nghe được cố trường thanh lời nói kiếm như xương trong lòng đều là càng kích động trước đó suy đoán lại lần nữa đạt được chứng nhận cái kia chính là chính mình đi theo cái này vị điện hạ thật là cùng mình cùng thế hệ tuyệt đại thiên kiêu cái này ta không nhìn là má băng minh đến nữ chỉ là cầm một cái tùy tung giả danh phận vẫn chỉ là bị tuyển thì như vậy kích động tàng kiếm hạ bên trong một đám kiếm tu nhìn lấy đi theo cố trường thanh sau lưng tựa như nhặt được một cái cự đại tiện nghi kiếm như xương cả đám đều chỉ cảm thấy chính mình giống như tại giống như nằm mơ cản thụ được ánh mắt của bọn hắn kiếm như xương lại chỉ là cười nhạt một tiếng nàng đã vững tin chính mình đi theo cái này vị điện hạ hắn tương lai thành tựu tuyệt đối viễn siêu ba nghìn giới vực sở hữu tu sĩ sức tưởng tượng cực hạ đến lúc đó bọn họ tự sẽ minh bạch chính mình hôm nay cái này lựa chọn đến cỡ nào chính xác kiếm như xương trong lòng ý nghĩ cố trường thành cũng không thèm để ý rời đi tàng kiếm hạp sau cố trường thanh chính là trực tiếp buông ra chính mình thần niệm tìm kiếm lấy bốn phía có thể có thể dùng đến bảo vật tại chờ luyện thánh thể gia chỉ dưới hắn thân niệm cuồn cuộn vô biên cho dù là tôn giả cảnh vô thượng cự đầu đều là khó có thể với tới dù là tại cái này thái cổ chiến trường bên trong tồn tại tiên thiên cấm chế chế trụ các tu sĩ thần niệm cố trường thanh thần niệm gió xếp phạm sáu vẫn như cố nhẹ nhóm phát triển đến phạm sáu ngàn dặm tại cái này thần niệm tìm kiếm giới rất nhanh cố trường thanh chính là phát hiện mục tiêu của mình ta chuyến này vận khí xên ra còn thật sự không tệ a à. cố trường thanh hơi hơi nhéo mắt lại trong mắt đều là có kinh hỉ hiện lên ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía đông nam hướng hắn thân niệm phản hồi bên trong tại góc đông nam cái kia một mảnh nghi như có một mảnh sơn cốc trong đó sinh trưởng rất nhiều linh thảo linh dược mặc dù không có thất giai phẩm cấp đế dược nhưng lại có phần có một ít đã đạt đến lục giai tầng thứ đầy đủ để cố trường thanh luyện chế ra đôi đánh dấu tôn giả đại cảnh lục giai đan dược để phù phòng nữ đế phục sinh nhật trình lại kéo gần một đoạn kiếm như xương ngươi lại đi vùng thung lũng kia đầu bắc tìm kiếm ta đi phía nam tìm kiếm linh dược chúng ta tại trong sơn cốc bộ tụ hợp đã nghe chưa Tâm niệm nhất động, Cố Trường Thanh chính là đưa tay, chỉ điểm một chút rơi vào kiếm nhập xương mi tâm, đem cái kia một chỗ sườn cốc tọa độ tình huống, cáo chi nàng, kiếm như xương nguyên bản còn tại rung động tại, chính mình điện xuống thần niệm cuồn cuộn. Nghe được Cố Trường Thanh phân phó, lại là trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lúc này gật đầu lĩnh mệnh, chính là tăng thêm tốc độ, cùng Cố Trường Thanh một trước một sau, rơi vào đến bên trong vùng thung lũng kia. Bên trong vùng thung lũng này, lúc này cũng hút đưa tới không ít ngắt lấy linh dược tu sĩ, kiếm như xương rơi vào sơn cốc đầu bắc, trước một bước hạ xuống mà cố trường thanh thì tại nàng đằng sau trực tiếp lướt qua sân cốc lúc hạ xuống chưa từng dẫn tới quá nhiều người chú ý bởi vì lực chú ý của mọi người cho dù là những thứ này tại sân cốc phía nam tu sĩ đang nghe phía bắc bạo động về sau đều là nhịn không được chạy đi tới mà hấp dẫn bọn họ chú ý tự nhiên chính là bắc minh đế nữ kiếm như xương vị kia cũng là bắc minh đế nữ ta thần châu phía nam ba giới vực thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo đệ nhất nhân à nghe nói nàng đã bước vào huyền hoàng chi cảnh dựa vào địa kiếm gia trì cho dù là huyền hoàng viên mãn đều không phải là đối thủ của nàng như thế lạnh thấu xương khí tức thật là khiến người ta kính sợ bắc minh kiếm tông thật sự là nhặt được bảo trong xuân cốc tụ tập rất nhiều tu sĩ không thiếu có đồng dạng đến từ tôn cấp tạo thống đệ tử môn nhân thậm chí còn có đế cấp tông môn đệ tử nhưng nhìn đến kiếm như xương đều là kính sợ có phép nhưng kiếm như xương lại là thần sắc lạnh lùng chỉ là nhờ kỹ chính mình điện hạ phân phó bắt đầu ở bên trong vùng thung lũng này nát lấy điện hạ phân phó cần phải dùng đến các loại linh dược mà sơn cốc một bên khác cố trường thanh cũng là đồng dạng bắt đầu hành động đúng lúc này sơn cốc phía bắc cái kia tụ tập tại mảnh sơn cốc này mấy cái đế tông đệ tử tại nhận ra kiếm như xương về sau liếc nhau lại là của quyết bóp nát truyền tin phủ bất quá thời gian qua một lát ở phía trời xa liên là có một vệt cầu vồng rơi xuống như xương như xương có thể ở chỗ này một cái vô cùng cuồng nhiệt thanh âm chính là từ cái này cầu vồng bên trong chuyển đến anh mô linh đế tử đến đây mô linh đế cung cái này một vị đế tử đối như xương đế nữ thật đúng là si tâm không thay đổi à nhìn đến cái kia cầu vồng bên trong thân ảnh tại chỗ không ít tù sĩ đều là biểu lộ cổ quái người tới cũng là một vị đế cung đế tử chính là kiếm như xương cuồng nhiệt người theo đuổi nhưng kiếm như xương đối với hắn sớm đã không sợ người khác làm phiền nghe được ngũ linh đế tử thanh âm kiếm như xương cũng không nhìn hẳn cái nào trực tiếp đem không nhìn để nguyên bản cuồng nhiệt ngũ linh đế tử đều là có chút không nhịn được mặt chỉ bắt quá nhìn lấy kiếm như xương cái kia ỉu điệu tư thái còn có để cung trưởng bối nói tới nàng này thiên phú mũ linh đế tử lại là sinh sinh đè xuống trong lòng bất mãn âm thầm quyết tâm sớm muộn có một ngày muốn đem nàng này nắm ở trong tay đến lúc đó hôm nay còn có quá khứ chịu những cái kia nhục nhã đều muốn các trăm lần nghìn lần trả về đến cô gái này trên thân mới là chỉ là, trong lòng của hắn tuy nói quyết tâm vô cùng, có thể trên mặt lại là không biểu lộ mảy may, vẫn tại chỗ đó khóc lóc van nài theo kiếm như xương. Thế mà, kiểm, oanh, ngay tại ngũ linh đế tử muốn muốn tới gần lúc, kiếm như xương sau lưng, lại là có một đạo ngút trời kiếm khí, xông thẳng lên trời. Trực tiếp đem hắn cùng kiếm như xương, tách rời ra 100 trượng khoảng cách, căn bản không đến gần được. Cái này cô kiếm khí thật là khủng khiếp, làm sao cảm giác, như xương đế nữ kiếm đạo tạo nghệ, lại có tăng tiến rồi. Nơi xa những tu sĩ kia thấy cảnh này đều là hơi biến sắc. Thì liền ngũ linh đế tử, tại lúc đầu kinh sợ về sau, trong mắt cũng là có dị sắc hiện lên, lại nhìn kiếm như xương thân ảnh, trong mắt tham lam, đều là càng nồng đậm. Nhưng, đúng lúc này, từ đâu tới tiểu bối, vậy mà như thế lớn mật, làm chúng ta là bài trí sao? Ở chỗ này thì dám đường hoàng ngắt lấy linh dược. Sơn cốc phía nam, rối loạn tưng bừng âm thanh truyền đến, dẫn tới tất cả mọi người là ghé mắt nhìn qua. Lại là nhìn đến, tụ tập tại sơn cốc phía nam cái kia một đám thế lực, rất nhiều vương cảnh hoàng cảnh đại năng lại là ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chăm một tên tuổi trẻ áo trắng kiếm tu trong mắt sát khí đều là vô cùng nồng đậm cái này áo trắng kiếm tu tự nhiên chính là cố trường thanh Nghe người chung quanh quát lớn cố trường thanh thần sắc nhàn nhạt, nhạt, thậm chí tại bọn họ quát lớn lúc vẫn không quên đưa tay đem trước mặt đã hài tới một nửa cái kia một gốc linh hoa cho cẩn thận hoàn chỉnh hái xuống thu vào trong túi chữ vật nhìn lấy cái kia lạnh nhạt động tác súng lại tới những thứ này đại năng giả nhóm ánh mắt đều là càng tức giận kẻ này là cái gì cái đạo thống vậy mà như thế phách lối sơn cốc này có thể cũng không phải là vô chủ chúng ta vân long tông vấn nguyệt môn còn có ngũ linh đế cung 13 nhà đạo thống đã đem nơi đây chiếm dưới ngươi tiểu tử này ai cho ngươi lá gan tự tiện xông tới ngắt lấy linh dược tiểu xúc sinh này nhìn lấy lạ mặt vô cùng các đại đạo thống đế từ thiếu chủ bên trong cũng không có cái này một người ta nhìn cũng là một cái tiểu thế lực đi ra làm càn làm bậy không bằng trực tiếp chém gian đe nói xong lời cuối cùng trong đám người một tên đại năng lại là trực tiếp đứng dậy nhìn chăm chăm cố trường thanh ánh mắt đều là mang theo khát máu sát ý thế mà ngay tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong xa xa kiếm như xương thân ảnh lưới lên khi nhìn gió bị vây quanh là chính mình điện hạ về sau trực tiếp liền đi tới cố trường thanh trước người thiếu nữ ánh mắt băng hàn nhìn chăm chăm tên kia ánh mắt khát máu đại năng hơi hơi đưa tay một câu đều không nói trực tiếp thì chém ra chói mắt kiếm quang oanh kiếm quang như nước thủy triều kiếm minh như sấm lướt qua đại địa bình vút đi những nơi đi qua hư không đều phảng phất không chịu nổi cái này như thủy triều trong kiếm quang bao hàm sát lực phát ra mong run dày thanh âm mà tên kia nói chuyện đại năng càng là ánh mắt kinh hãi cảnh giới của hắn cũng có huyền hoàng cảnh tầng thứ cùng kiếm như xương ngang hàng nhưng tại kiếm như xương cái này một đạo kiếm quang trước mặt hắn lại không sinh ra mảy may chống cự chi ý đem hết toàn lực bày ra sở hữu phòng ngự đập ra tới bảo mệnh át chủ bài tại kiếm như xương kiếm quang trước mặt đều như hủ mộc không chịu nổi một kích tại trước mắt bao người đúng là bị kiếm như xương một kiếm này trực tiếp chém bay ngược mà lên miệng phun máu tươi khí tức đều lài oải tới cực điểm tuy nhiên may mắn bảo vệ tánh mạng nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn là đã vận dụng toàn lực liền không đến sống chết trước mắt không sử dụng át chủ bài đều dùng tận cái này mới miễn cưỡng lưu thở ra một hơi mà thôi cái này như xương đến nữ thực lực đến cùng đến mức nào trong sườn cốc hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người là sững sờ nhìn lấy tên kia hơi thở mong manh huyền hoàng đại năng lại nhìn về phía nơi xa đứng tại cố trường thanh trước mặt thân tình lạnh nhạt kiếm như xương trong mắt đều là có nồng đậm kính sợ đương nhiên tại kính sợ bên ngoài bọn họ càng nhiều vẫn là nghi hoặc nghi hoặc kiếm như xương đến cùng vì sao che trở tên kỳ áo chẳng kiếm tu mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm kiếm như xương thanh âm đã rơi xuống lại có người nào dám nhục mạ hoặc là uy hiếp điện hạ cái này không biết chết lâu vấn vỏ chính là tiền lệ điện điện hạ, xui xẻo vân võ huyền hoàng giờ phút này đã không người để ý trong sơn cốc sở hữu tu sĩ thời khắc này chủ ý lực đều là rơi xuống kiếm như xưng nói tới câu kia điện hạ phía trên bên tai đều là bởi vì quá rung động mà tại ông ông tác hưởng bọn họ nghe được cái gì đường đường bắc minh kiếm tông như xương đế nữ vậy mà xưng hô vị này áo trắng kiếm tu vì điện hạ bọn họ đây là cùng nhau mà lại quan hệ ra sao mới có thể dùng được điện hạ loại này tôn kính thân mật xưng hô trong sơn cốc một chúng tu sĩ đều là rung động tới cực điểm mà cái kia ngũ linh đế tử trong lòng càng là ghen ghét đến phát cuồng mắt thầy đối với mình lạnh lùng vô cùng nữ thần vậy mà chủ động xuất thủ còn báo hộ ở cố trường thanh trước người trong lời nói đôi cố trường thanh cái kia duy trì bộ dáng Mũ linh đế tử hận không thể trực tiếp đem cố trường thanh xé nát diệt xác hắn cắn răng thanh âm đều là mang theo hơi lạnh thấu xương sắc mặt đều là nhanh muốn bởi vì ghen ghét mà bắt đầu vận vẹo như xương nam nhân này là ai nghe được mũ linh đế tử lời nói tại cho tu sĩ đều là không khỏi dùng mình một cái lúc này mới nhớ tới ở trong thung lũng này nhưng còn có một vị nhân vật cung kiếm như xương quan hệ có chút đặc thù mà lại một chúng tu sĩ trộm mắt nhìn phía xa cố trường thanh nhìn lấy cố trường thanh cái kia tuần tú bất phàm khuôn mặt nét mặt của bọn hắn đều là càng cổ quái mà ngô linh đế tử cái kia ngậm lấy sát ý ngữ kiếm như xương lại căn bản không có để ý chính mình cùng cái này ngũ linh đế tử vốn là quan hệ thế nào đều không có không nói đến chính mình chỉ là đi theo trường thanh điện hạ coi như thật cùng trường thanh điện hạ ở cùng một chỗ lại cùng cái này ngũ linh đế tử có liên can gì kiếm như xương bên này nghĩ đến mà nơi xa, thế lực khác cường giả cũng đều là chuyển tụ tới. Bọn họ không muốn tùy tiện tham gia, Bắc Minh Kiếm Tông cùng cái này ngũ linh đế cung tranh chấp. Nhưng cố trường thanh trước đó thu lấy những linh thảo kia linh dược, bọn họ có thể không nguyện ý tùy tiện buông tha. Kiếm như xương điện hạ, chúng ta mặc kệ ngươi cùng người này có cái gì giao tình, nhưng bên trong vùng thung lũng này linh thảo linh dược đã bị chúng ta 13 nhà chiếm cứ. Xem ở Bắc Minh Kiếm Tông trên mặt mũi, điện hạ ngươi có thể lấy đi trong sơn cốc này hai thành linh dược, nhưng cũng giới hạn nơi này, không được lại nhiều. Còn mời điện hạ, để ngươi bạn bè giao ra những linh thảo này linh dược đi cầm đầu một tên đại năng lúc này lạnh giọng mở miệng nói tuy nói vân võ huyền hoàng bị kiếm như xương đánh bại nhưng vân võ huyền hoàng cảnh giới bất quá huyền hoàng trung kỳ nói chuyện người này lại là hàng thật giá thật huyền hoàng viên mãn mà trừ hắn bên ngoài súng lại tới cái này 13 nhà đạo thống đã tới cái này một trình độ đại năng thế nhưng không chỉ một vị bọn họ có lòng tin đem kiếm như xương áp chế bước bách nàng gật đầu cảm thụ được mọi người trong lời nói uy hiếp kiếm như sương không có trả lời chỉ là nhìn về phía sau lưng cố trường thanh cố trường thanh ánh mắt bình tĩnh ta không có hứng thú đàm phán trong sườn cốc này linh thảo ta tất cả đều muốn như sương minh bạch kiếm như sương lúc này gật đầu sau đó chính là trực tiếp nâng tay lên trùng kiếm nhọn nhìn về phía trước mặt mọi người mỉm cười không nghe thấy nhà ta điện hạ lời nói á các ngươi hiện tại thổ lui ta có thể không so đó các người mạo phạm nếu không oanh kiếm như sương giường một chút bước ra một bước một cố bành trướng như vực sâu khí thế chính là tự trong cơ thể nàng leo núi mà lên để tại chỗ rất nhiều đại năng đều là điều biến sắc tại kiếm đạo tạo nghệ sau khi đột phá kiếm như xương cảnh giới cũng là thuận thế phá vỡ mà vào đến huyền hoàng trung kỳ hai tướng điệp ra phía dưới kiếm như xương thực lực đã đủ để cùng thiên hoàng cảnh đại có thể chống đỡ một hai đối phó những người này đương nhiên sẽ không có mảy may em ngại huyền hoàng trung kỳ thật là khủng khiếp phá cảnh tốc độ cảm nhận được kiếm như xương trên thân bay lên cái kia cố cuồn cuộn khí thế tại chỗ chúng tu đều là hơi biến sắc nhưng, chỉ là chút thực lực ấy, còn không dọa được chúng ta. Mọi người lúc này gầm thét hướng giết tới. Thế mà, để bọn hắn không nghĩ tới là, kiếm như xương vậy mà thật lấy sức một mình, ngăn cản tại chỗ cái này trên trăm vị đại năng. Cho dù là bọn họ bên trong còn có hơn 10 vị huyền hoàng viên mãn cảnh nhân vật, cũng vẫn như cũ không cách nào áp chế kiếm như xương dù là mảy may, thậm chí ân ẩn, ngược lại có bị kiếm như xương áp chế dấu hiệu. Mà cái này còn không phải lớn nhất đả thương người. Lớn nhất đả thương người là kiếm như xương bên này, một người một kiếm cản lại bọn họ tất cả mọi người mà ở sau lưng nàng cố trường thanh vậy mà càng là vô cùng lạnh nhạt thậm chí còn chống đi tay đến đi ngắt lấy bốn phía linh thảo linh dược đáng chết tiểu tử ngươi trốn ở nữ nhân sau lưng có gì tài ba có năng lực liền tới cùng bọn ta nhất chiến á Mộ linh đế tử nhịn không được gầm thét lên mà phía sau hẳn những cái kia các đại năng cũng đều là theo cao giọng phụ họa đúng rồi trốn ở nữ nhân sau lưng ăn bám tính toán năng lực gì có dung khí liền đến cùng chúng ta giao thủ cùng các người giao thủ các người chắc chắn chứ nghe lấy bọn hẳn những cái kia thanh âm huyên náo Cố Trường Thanh rốt cục ngẩng đầu, trong mắt cũng là lóe qua một việc không kiên nhẫn. Cũng tốt, vậy ta thanh toán các người. Như Sương lui về phía sau. Ê, nghe được Cố Trường Thanh thanh âm, Kiếm Như Sương lúc này một kiếm bước lùi trước người mọi người, chính là thác thân hướng về sau thổ lui, trong mắt cũng là có chờ mong. Đối với mình nhà điện hạ thực lực, Kiếm Như Sương tự nhiên không có chút nào hoài nghi cùng lo lắng. Nhìn những thứ này còn chưa ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng các tu sĩ, ánh mắt còn mang theo một chút thương hại nhìn đến cố trường thanh vậy mà thật bị kế khích tướng kích đi ra ngũ linh đế tử dĩ hàng cái kia 13 đạo thống đại năng lại căn bản không có để ý kiếm như xương biểu lộ nguyên một đám nhìn lấy cố trường thanh ánh mắt đều là có lạnh lẻo thấu xương nhất là ngũ linh đế tử trong mắt sát cơ đều là không chút nào trẻ lấp dám cùng bàn đế tử đoạt nữ nhân lại để bàn đế tử nhìn xem người đến cùng có mấy cái cái đâu cũng đầy đủ ta chặt Ngũ linh đế tử giữ tận cười một tiếng chính là trực tiếp phất tay lên cho ta đem kẻ này cho ta chú sát ở đây a theo ngũ linh đế tử ra lệnh một tiếng ngũ linh đế cung mấy cái hoàn cảnh đại năng chính là lúc này tấn công mà ra hướng về cố trường thanh chính là xung phong liều chết tới mà có ngũ linh đế cung đi đầu còn lại những cái kia đạo thống tu sĩ tự nhiên cũng đều không cam lòng lạc hậu nguyên một đám hồ quát kêu gào chính là hướng về cố trường thanh theo sát phía sau đồng loạt ra tay trong lúc nhất thời để mãi không hết thần thông lưu quang như mưa sao băng giống như hướng về cố trường thanh vị trí che che xuống khủng bố như thế thế công đừng nói cố trường thanh tuổi tác sợ là liên hoàng cảnh đều chưa hẳn có coi như hắn là chân chính huyền hoàng đại năng cũng không thể có thể đỡ nổi bực này quy mô trùng kích có thể còn sống sót cũng sẽ nhận trọng thương mà cố trường thanh nhìn qua cũng giống như bị mọi người cái này kinh khủng thế công cho sợ choàng váng một dạng đứng ở tại chỗ cũng không có chút nào xuất thủ dấu hiệu thẳng đến cái kia cuồn cuộn thế công lưu quang tinh vũ ẩm vang rơi xuống trước một cái chớp mắt cố trường thanh mới là dương lên trong tay kiếm phong ông một đạo nhìn qua thường thường không có gì lạ kiếm quang chính là tự cố trường thanh kiếm phong bên trong hiện lên đón cái kia vô số thần thông lưu qua nghịch thế mà lên chỉ là hai bên bắt đầu so sánh cố trường thanh chém ra cái kia một đạo kiếm quang giống như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con giống như tuy thời đều muốn bị ngũ linh đế tử dĩ hàng cái kia mười ba đạo thống đại năng anh ra thần thông thủy triều cho hủy diệt đồ nhào thế mà mọi người ở đây đều coi là trận chiến này kết cục đã định thời điểm ừm um một đạo phá toái âm thanh từ cái này thần thông thủy chiều bên trong vang lên để mọi người khẽ giật mình không chờ bọn họ kịp phản ứng phanh 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 phanh, phanh đến đến liên tiếp không ngừng sụp đổ anh minh thanh âm vang vọng bầu trời tại một chúng tu sĩ ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói cố trường thanh chém ra cái kia một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm quang đúng là một đường nghịch thế mà lên những nơi đi qua vô luận là vương cảnh đại năng vẫn là huyền hoàng viên mãn cảnh cao thủ oanh ra cho có thần thông lưu quang tại cái kia một đạo kiếm mang trước mặt đều là yếu ớt giống như giấy đồng dạng không có chút nào trì trệ chính là bị cố trường thanh kiếm mang phá toái phai mờ cái này làm sao có thế nguyên một đám 13 đạo thống đại năng đều là không tự chủ há to mồm cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình nhưng đúng lúc này mấy cái trước đó thì đối cố trường thanh nói năng lỗ mãng đại năng giả còn có ngũ linh đế tử dĩ hằng nhưng cái kia ngũ linh đế cung tu sĩ trong lòng bắt chợt tới nhảy một cái nhìn lấy cái kia một đạo kiếm quang trong mắt có cơ hồ hóa thành thực chất sợ hãi cùng sợ hãi bởi vì bọn họ phát hiện đạo kiếm quang kia đúng là cách bọn họ càng ngày càng gần tài phá toái chặn đường chỗ có thần thông lưu quang về sau cái này một đạo kiếm quang uy thế đúng là chưa từng giảm bớt quá nhiều vẫn như cu cường thế vô cùng hường lấy bọn hắn một đường truy sát mà đến trốn đau mạnh a à. mô linh đế từ bọn người đều là lại cũng không đói hoài tới rung động nguyên một đám sợ hãi quay người chính là bỏ mạng chạy trốn thế mà phản ứng của bọn hắn cuối cùng chậm một bước cơ hồ liền tại bọn hắn say người trong ngày mắt cái kia một đạo kiếm quang đột nhiên tăng vọt tại kiếm như xương sùng kính trong ánh mắt tại bốn phía những cái kia may mắn chưa từng bị kiếm quang bao trùm đi vào các tù sĩ đờ đận ánh mắt giao thoa xuống mô linh đế tử còn có khắc chung quanh chiếm cứ 13 đạo thống tại chỗ đại năng gần 2 phần ba cường giả đều là bị cố trường thanh cái kia một đạo tuy y chém ra kiếm quang nước mất thân hình một kiếm diệt xác chết tử xong thẳng đến cái kia một đạo kiếm quang tiêu tán mọi người ở đây mới là như ở trong mộng mới tỉnh nhìn lấy cái kia đã hóa thành một mảnh trọc địa giới nguyên một đám thần sắc đều là phảng phất giống như gặp quỷ hiện tại trong các ngươi nhưng còn có người nào muốn để cho ta xuất thủ sao trong sườn cốc hoàn toàn tĩnh mịch may mắn bảo trụ một cái mạng tù sĩ nguyên một đám thân hình đều đang run rẩy không thôi nghe được cố trường thanh thanh âm đạm mạc vang lên bọn họ mỗi một cái đều là không tự chủ quỷ bái trên mặt đất nơi nào còn có nửa phấn phách lối dũng khí thanh âm đều là mang theo run rẩy tiền bối là chúng ta có mắt như mù còn xin tiền bối thứ tội thanh âm của bọn hắn đều là em ngại hối hận tới cực điểm bị cố trường thanh thực lực rung động đến cực hạ một kiếm chém chết 13 đạo thống tại trong sơn cốc này an bài gần 2 phần ba đại năng giả trong đó thậm chí còn có hơn 10 vị huyền hoàng viên mãn dạng này sát lực coi như là bình thường thiên hoàng cảnh đều chưa hẳn có thể làm đến thiên hoàng hậu kỳ vẫn là thiên hoàng viên mãn thua thiệt bọn họ trước đó còn đem nhân vật như vậy xem như sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng ăn bám tiểu bạch kiểm cái gì gọi là mắt mù cái này kêu là mắt mù mà lại một tên đồng dạng xuất thân đế cung đệ tử nhìn lấy cố trường thanh đồng tử đều tại ẩn ẩn run rẩy không giống với ngũ linh đế cung đám kia thằng xui xẻo bày ra một cái ngũ linh đế tử nộp mạng hắn chỗ đế cung trước đó thật không có khiêu khích cố trường thanh quá mức để hắn còn có mấy cái sư huynh đệ đều bảo vệ tánh mạng mà giờ khắc này bọn họ những thứ này đồng môn vẫn còn có mấy cái xuất thân đại đạo thống đệ tử tại năng nhìn lấy cố trường thanh ánh mắt đều là em ngại tới cực điểm cùng người khác khác biệt bọn họ cảm ứng đều rất rõ ràng Cố Trường Thanh tuổi tác, thế nhưng là cùng bề ngoài vô cùng tiếp cận, nói cách khác, trước mắt vị này tu sáu rất có thể đã đạt đến thiên hoàng hậu kỳ thậm chí thiên hoàng viên mãn nhân vật. Hắn tuổi thật, thế nhưng là cùng kiếm như xương cùng thế hệ thiên kiêu, cùng kiếm như xương cùng thế hệ, nhưng cảnh giới, sát lực đều đã đạt đến thiên hoàng hậu kỳ trở lên. Dạng này tạo nghệ, thiên phú như vậy, ở đâu là bọn họ có thể đắc tôi? Mạo phàm, nhìn lấy bọn hắn cái kia hối hận cầu tội bộ dáng, Cố Trường Thanh cũng lời cùng bọn hắn lại nói nhảm nhiều trước đó mở miệng khiêu khích chính mình còn có cái kia không biết chết ngũ linh đề cung đã được giải quyết còn lại những người này hắn cũng lười lại giết dù sao hắn cũng không phải cái gì ác mà khiến cái này đại năng đem trước theo trong sơn cốc hải tới linh thảo linh dược lưu lại lăn ra khỏi sơn cốc cố trường thanh chính là mang theo kiếm như xương bắt đầu tay đem mảnh sơn cốc này linh thảo linh dược càn quét chống không có hôm nay một trận chiến này mảnh sơn cốc này trong thời gian ngắn cần phải cũng sẽ không có người nào lại đuôi mù tới mạo phạm chính mình thanh diên thanh diên ta nói cho ngươi, ta lần này đến Thái Cổ chiến trường, thế nhưng là thấy được chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Thái Cổ chiến trường, một bên khác, vạn ma ao tả cận, rốt cuộc cùng trí Hữu gặp mặt Thịnh Chỉ Lăng, ngư khí đều là vô cùng kích động. Nhìn lấy Thịnh Chỉ Lăng kích động bộ dáng, Nạp Lan Thanh Diên đều là bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, nhịn không được trêu ghẹo nói mau nói dạng gì tuyệt thế thiên kiêu để ngươi như vậy thất thố đều nhanh cùng hoa mắt si không có gì khác biệt nạp lan thanh diên vốn là chỉ là thuận miệng nói cho đùa lời nói nhưng nghe đến hoa mắt si, thịnh chỉ lăng vô ý thức liền nghĩ đến cố trường thanh dung nhan, gương mặt đều là không tự chủ nổ lên đào ửng. Để nạp lan thanh diên đều là không khỏi càng giật mình. Ta đây là, đoán chúng, ấy nha, ngươi không nên đánh xóa. Tóm lại, đơn giản tôi nói đây, thịnh chỉ lăng xấu hổ đỏ mặt, liên tục khoát tay, để nạp lan thanh diên im ngay, một bên trầm ngâm, một lát sau hai tay nhẹ nhàng vỗ tay, nghi đến hình dung phương pháp. Chúng ta ngọc hành đế cung cái này để nhất tế tử đế nữ, thiên phú của bọn hắn cùng vị này so, đều là có tương đương tranh lệch. Cái gì? Nghe được thịnh chỉ lăng lời này, nạp lan thanh diên đều là có chút bị kinh ngạc đến. Sau ngọc hành đế cung đế tử, đế nữ, còn muốn kiệt xuất. Phải biết, nạp lan thanh diên tự nghĩ, thiên phú của mình tuy nhiên cao, nhưng cùng ngọc hành đế cung đế tử đế nữ nhóm so sánh, còn là có chút tranh lệch. Cái kia trung quy là ngọc hành đế cung đem hết toàn lực bồi dưỡng ra được thiên kiêu, đế cung đời kế tiếp trường khống giả. Vô luận là đạt được quân lương, vẫn là tiên thiên tu luyện thiên tư, tự nhiên muốn mạnh hơn tám linh phong các phong thủ tịch một đoạn. Mà bây giờ, Thịnh Chỉ Lăng vậy mà nói, chính mình gặp so hai vị này còn muốn kiệt xuất nhân vật, chẳng lẽ lại là hộ Thiên Giáo đế tử hay là Bắc Minh đế nữ kiếm như xương dạng này tuyệt đại thiên kiêu? Hộ Thiên Giáo đế tử không nói đến, hắn vừa mới phá vỡ mà vào hoàng cảnh, chỉ có thể miễn cưỡng đưa thân ta nam bộ đỉnh cấp thiên kiêu hàng ngũ, đến mức Bắc Minh vị kia như xương đế nữ. Thịnh Chỉ Lăng về suy nghĩ một chút cố trường thanh chiến tích, trong lòng vẫn không khỏi có chút phanh phanh giả tóc nói khẽ, nói một câu nói thật, liên xem như như xương đế nữ cùng vị này so ra chỉ sợ cũng còn có tranh lệch nhất định á à. chỉ lăng người chắc chắn chứ nghe thịnh chỉ lăng lời nói nạp lan thanh diên triệt để không thể bình tĩnh tỷ như xương đế nữ còn muốn ưu tú hơn đây chẳng phải là nói vị này thần bí thiên kiều đã đứng ở nam bộ ba nghìn giới vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh điểm nhất ta đương nhiên xác định ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến vị đạo huynh kia hắn một kiếm liên chém giết khổ cốt đạo nhân một kiếm chém giết khổ cốt đạo nhân nghe được dạng này chiến tích nạp lan thanh diên trong lòng nghi hoặc cũng là triệt để tiêu tán, chỉ còn lại có vô biên rung động, nhìn không được hỏi. Nhân vật như vậy, chỉ lăng ngươi nhưng có biết lai lịch của hắn. Nghe được hảo hữu hỏi cái này, thịnh chỉ lăng cũng là ít có có chút xấu hổ lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này ta cũng không biết, thậm chí ta liền vị đạo huynh này kêu cái gì cũng không biết, thanh diên người không biết. Nói lên cái này, thịnh chỉ lăng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lúc ấy vị đạo huynh kia, một kiềm chém giết cái kia khô cốt lão quỷ dáng vẻ, không biết đến cỡ nào tuấn rất tiêu sái. Ta bây giờ suy nghĩ một chút, đều là cảm xúc bành trướng. Thịnh chỉ lăng nói, khuôn mặt nhỏ đều không đỏ lên, ánh mắt đều là bằng phẳng bốc lên ngôi sao nhỏ. Ta thịnh chỉ lăng không gả liền thôi, tương lai muốn là lấy chồng, tự nhiên cũng nên gả dạng này tuyệt đại thiên kiêu mới là. Nghe chỉ hữu lần này có thể xưng thể lời nói. Nạp lan thanh diên, đều là nhịn không được liếc mắt, có chút bất đắc dĩ. Không nói đến, chính mình hào hữu còn có thể hay không gặp lại nàng nói vị này tuyệt thế thiên kiêu. Coi như thật gặp lại, thì hướng thịnh chỉ lăng miêu tả, vị đạo huynh kia thiên phú, chỉ lăng nàng xứng hay không để lên người ta, cũng còn rất khó nói đâu ngay tại hai nữ đàn tiếu thời điểm oanh âm um, âm um, ở phía trời xa lại là có từng đạo từng đạo năng lượng đối trùng dư âm không ngừng nổ vang để nạp lan thanh riêng cùng thịnh chỉ lăng đều là không khỏi nhìn về phía chỗ kia phương vị thịnh chỉ lăng tâm niệm nhất động hai con mắt nhỏ minh giữa mi tâm một điểm linh quang sáng lên hóa thành một đạo màu xanh thăm thẳm liên hoa chứa đựng thân niệm nhất thời nhảy ra hơn 10 dặm chỗ bắt được chỗ kia khu vực tình huống nạp lan thanh diên nhìn lấy hào hữu trong mắt cũng là có hiếu kỳ thế nào bên kia là tình huống như thế nào Soát. Thịnh Chỉ lăng đột nhiên biến ảo ẩn quyết, linh lực phun trào liên hoa khét kín. Một đôi mắt một lần nữa mở ra, trong mắt đều là có kinh hãi hiện lên. Bên kia, có một cái tiểu gia hỏa, không biết là nhà kia con cháu, nhưng vận khí là thật sự không tệ. Vậy mà tin được một đóa, U Mộng Cô, U Mộng Cô, nghe được cái tên này, thì Liên nạp lan thanh diên, đều là mừng rỡ. Cái này U Mộng Cô, chính là là chân chính lục gia linh dược, hơn nữa còn là lục gia cao cấp, liền xem như thánh tôn cảnh vô thượng cự đầu đều sẽ động tâm bảo vật, tức liền trực tiếp nuốt cũng là có thể trên diện rộng tăng trưởng ngưng luyện tu sĩ tinh thần niệm lực còn nếu là làm thuốc luyện đan có thể luyện chế ra rất nhiều hữu hiệu khôi phục thân hồn lớn mạnh đại thần niệm lục giai cao cấp bình đan là sẽ để cho rất nhiều vô thượng cựu đầu đều đến tranh đoạt ra tay đánh nhau tồn tại có điều cái này u mộng cô hẳn là có u vân thú ở bên bảo vệ mới đúng á tiểu gia hòa này vận khí tốt như vậy vậy mà không có đụng phải u vân thú khu trục u vân thú cùng u mộng cô xem như tương sinh làm bạn u vân thú cảnh giới bình thường tại huyền hoàng tầng thứ nhưng nếu là u mộng cô thành thục u vân thủ đem để thôn phệ thì có thể trong chớp mắt thời biên đến tôn giả cảnh giới hắn tinh thần niệm lực càng là có thể cùng nhân tộc bên trong tạo tôn nhất cấp vô thượng cự đầu sánh vai cho nên u vân thú đối với mình xen lẫn u mộng cô đều là coi như sinh mệnh giống như tồn tại sẽ không tùy tiện rời đi thịnh chỉ lăng lắc đầu ánh mắt cũng là có chút nghi hoặc bất quá hiện tại cũng không phải xoắn suýt những chi tiết này thời điểm thái cổ chiến trường phía trên mảnh này vạn ma ao truyền ngôn năm đó chính là là nhân tộc một vị đan đạo đại đế lấy vô thượng thần niệm thủ đoạn sinh xinh đem vạn tên tôn giả cảnh trở lên thiên ma luyện hóa đi ra một phương khu vực chuyên ngôn thật giả đã không cách nào khó chứng nhưng thời gian trôi qua vô tận tuế nguyệt cái này vạn ma ao chung quanh tuy nói cũng thường xuyên có linh thảo linh dược sinh ra có thể phẩm cấp đồng dạng cũng chỉ có từ ngũ giai từng thứ những tôn giả kia cảnh vô thượng cự đầu cũng sẽ không tới nơi này tầm bảo la lấy Thừa dịp hiện tại đánh cái thời gian kém, thừa dịp những cái kia vô thượng cự đầu nhóm còn chưa kịp phản ứng, chúng ta không thể nói được cũng có thể có cơ hội. Vào tay cái kia tông ngu mộng cô, nạp lan thanh riêng cùng thịnh chỉ lăng lít nhau, đều là tăng tốc thân hình, hướng về một khu vực như vậy tiến đến. Mà trong lúc các nắng lúc chạy đến, bốn phía đã có không ít tu sĩ, đồng dạng đã nhận ra nơi đây ba động lần lượt đến đem thịnh chỉ lăng trong miệng nói tới cái kia may mắn tìm được u mộng cô tiểu gia hỏa bao vây ở trung ương nhìn lấy tiểu gia hỏa kia khẩn trương gương mặt thịnh chỉ lăng ánh mắt đều là không khỏi có chút đồng tình đáng thương tiểu gia hòa cũng không biết cha mẹ của hắn làm sao như vậy lớn gan vậy mà để nhỏ như vậy hai tử đi vào thái cổ chiến trường tiếp đó hắn chỉ sợ phải xui xẻo nói thịnh chỉ lăng nhìn về phía bên cạnh nạp lan thanh diên nhưng không được thấp giọng nói thanh diên cho sau đó muốn hay không ra tay cứu đứa nhỏ này tiểu gia hòa này phấn điêu ngọc chắc rất là đáng yêu nếu là thật sự chết ở chỗ này thịnh chỉ lăng trong lòng đều là có chút không đành lòng nhưng nàng lần này đầu lại là nhìn đến nạp lan thanh diên chẳng biết lúc nào ánh mắt đều là có chút ngưng trệ nhưng lấy tiểu gia hỏa kia ánh mắt đều là có không giấu được hoảng hốt cùng rung động hơn nửa ngày mới là lấy lại tinh thần nghe thịnh chỉ lăng đề nghị nạp lan thanh diên thần sắc đều là phức tạp tới cực điểm nói khẽ ta cảm thấy chúng ta sợ là không có cái gì cơ hội xuất thủ mà lại nàng xem thấy những cái kia đối trung ương cái kia ôm lấy u mộng cô tiểu gia hòa nhìn chăm chăm một chúng tu sĩ ánh mắt đều là có chút phức tạp nếu nói không may những thứ này vây quanh đến chuẩn bị đôi đứa nhỏ này xuất thủ người mới thật sự là sẽ xui xẻo phía kia thịnh chỉ lăng